năm Sáu sau Công Nguyên. Được bắt đầu bằng ngày thứ sáu tại một số nước phương Đông, năm Sáu sau Công Nguyên được gọi là năm Bình Dân, Cầm Tinh, Con Hổ. Một số sự kiện tiêu biểu trên thế giới vào năm Sáu sau Công Nguyên gồm: tại Trung Hoa, Trạch Nghĩa liên hợp với Đông Quận Đô Ủy Lưu Vũ, cùng Lưu Thân, một vương hầu nhà Hán, đã nổi dậy chống Vương Mạng nhưng thất bại. Tại La Mã, mùa xuân, năm Sáu sau Công Nguyên, đế chế La Mã bắt đầu chiến dịch chống lại liên minh bộ lạc của người Mã Khoa Mani. Thì Bội Lý Ô Tư đã chỉ huy 6 quân đoàn từ Pháo Đài, Ca Nùng Đồ Mậu tiến về phía Bắc. Trong khi đó, Tạc Đồ Ni Nổ Tư đã chỉ huy 6 quân đoàn khác tiến về phía Đông để vượt sông Ranh. Thủ lĩnh của người Mã Khoa là Mã Bạc Đức đã liên minh với các bộ lạc Hách Bang Đức, Luân Ba Đệ, Tại Mậu Nặc Nội Tư và Phả Hoài Giả, hình thành nên một liên minh với một đạo quân hơn 74.000 người. Cuối mùa xuân, thì Bội Lý Ô Tư dập tắt các cuộc nổi dậy nổ ra ở tỉnh Phan Nạc Ni Á và tỉnh Đạc Nhĩ Mã Thi Á. Ba Tư Đồ Mục Tư Bì Hoàng Đế Ốc Đài Duy Đài tới đảo Bì Á Nặc Tát, thuộc miền Trung nước Ý ngày nay. Đảo Tảng Đinh và đảo Khoa Tây Gia chính thức trở thành các tỉnh của La Mã. Người Hạp Đồ Lời đã nổi dậy chống lại người La Mã ở Bắc Phi. Vương quốc chư hầu của người Hy Luật trưởng bị đế chế La Mã xóa bỏ, bị sáp nhập và trở thành một tỉnh của La Mã là Judea. Tại Vương quốc An Tức, vua Áo La Đức Tam Thể bị sát hại sau 2 năm cai trị vì sự tàn ác của ông ta. Ốc Nạc Nội Tư Nhất Thế, con trai của Phất Lạp Đặc Tư Tử Thế, trở thành người kế vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu thấy video này hay, hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đừng quên thích, bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Gió Tháng 6 nhé. Còn bây giờ, thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.